Kính thưa các đồng nghiệp, hôm nay tôi sẽ trình bày chuyên đề bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường, yếu tố nguy cơ và biện pháp can thiệp bị lãng quên. Như chúng ta biết, đái tháo đường là bệnh lý rối loạn chuyển hóa ngày có khuynh hướng gia tăng. Chúng ta nhìn trong sơ đồ này thì các đồng nghiệp thấy trong vòng 25 năm tỷ lệ gia tăng đến 51%. Như vậy thống kê năm 2019 như vậy 463 triệu người. Điều này các đồng nghiệp phải lưu ý, còn thêm tỷ lệ tiền đái đường nó tăng gấp 3 lần nữa, như vậy trên 1 tỷ người cho đến nay đã mắc tiền đái đường. Và chúng ta biết trong các biến chứng của đái tháo đường thì bệnh thần kinh đái tháo đường hay là gọi biến chứng đái tháo đường do thần kinh là một trong những biến chứng thường gặp ở bệnh nhân đái tháo đường. Và theo thống kê như vậy, bệnh thần kinh đái tháo đường chiếm tỷ lệ đến 50%, và trong đó một cái điều lưu ý là 20% là bệnh thần kinh đau đớn. Và các đồng nghiệp cũng lưu ý rằng là có thể bệnh thần kinh đái đường có thể xảy ra từ giai đoạn rối loạn nhịp đập hay là hội chứng chuyển hóa. Bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường thì như vậy, chúng ta hôm nay chúng ta dùng một từ, nhưng mà theo phân loại tôi đã tìm các cái thông tin thì chỉ thấy JACA năm 2017 phân loại về bệnh thần kinh đái tháo đường thì cho thấy là có 3 nhóm, và trong đó cái bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường rơi vào nhóm bệnh thần kinh xa gốc đối xứng. Nhưng mà các đồng nghiệp nhìn trên bảng là còn tham khảo. Và tôi cố gắng đi tìm một định nghĩa bệnh thần kinh đái tháo đường như thế nào, thì tôi tìm ở trong JACA năm 2010 thì họ đề xuất là một bệnh đa dây thần kinh cảm giác vận động phụ thuộc vào độ dài và tính chất đối xứng liên quan đến sự biến đổi chuyển hóa và vi mạch do hậu của tăng đường huyết mãn tính. Thì đây là gọi là, và đồng thời có một số yếu tố nguy cơ tim mạch đi kèm. Và chúng ta thấy cái bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường nó tỷ lệ như vậy lên là 34,2%. Từ 7-30% đái tháo đường 1 và từ 21-34,5% của đái tháo đường 2. Đây chúng ta nhìn đây, đây là những hình ảnh của bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường. Như vậy chúng ta thấy rất là đa dạng. Cái đó ngày hôm nay thì chúng ta tập trung vào cái bệnh đa dây thần kinh. Và như vậy nhiều ở đây, như vậy chúng ta thấy rất nhiều cái dạng. Chúng ta rất là khó khăn để trong phân loại. Nhưng hôm nay tôi chỉ dành vào cái bệnh thần kinh xa gốc đối xứng tôi nhắc lại lần nữa, hay còn gọi là bệnh thần kinh ngoại biên. Và một trong những cái biến chứng của bệnh thần kinh đái tháo đường ngoại biên thì người ta sợ nhất là vấn đề cắt cụt chi. Năm 1991 tôi có điều kiện đi sang Pháp, thì đây là một trong những cái mà giáo sư Pháp đã đưa cho tôi cái câu này. Đó là mất một phần chi là một trong những biến chứng điêu đứng nhất của bệnh nhân đái tháo đường. Như vậy các bạn thấy điều hết sức quan trọng giữa bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường và đoạn chi thì như vậy là gấp 1,7 lần. Mà nếu có biến dạng bằng chân thì gấp lên đến 12 lần. Và nếu có tiền sử lẹt chân thì nguy cơ đoạn chi đến 36 lần. Và người ta thấy là cứ 10 phút ở trên thế giới có một người bị đoạn chi. Tôi xin điểm qua sơ lại một số cơ chế bệnh sinh và giải phẫu bệnh. Thế như vậy tôi cũng tạm thời, thì cho đến nay vẫn chưa có cái thống nhất, thì tôi tạm là phía trên là tiếng Việt mà thế giới tiếng Anh để các đồng nghiệp cùng tham khảo, là bệnh thần kinh ngoại biên đái tháo đường là liên quan đến tăng đường huyết. Nhưng mà các đồng nghiệp phải nhớ có thêm kèm tăng lipid máu, kháng insulin và dị hóa protein. Và một trong những cái là vấn đề trẻ tuổi siêu hóa do sự tăng đường huyết gây ra các gốc tự do dẫn đến tổn thương thần kinh ngoại biên. Và người ta trên thực nghiệm thì chứng minh những trẻ oxy hóa titer tại hạch rễ lưng thần kinh sợi trục tế bào xoang gây suy giảm dịch truyền thần kinh, rối loạn chức năng mạch máu nuôi thần kinh, chết tế bào thần kinh theo lập trình và tình trạng giảm cảm giác. Đây là hình ảnh của cơ chế bệnh sinh giữa tăng đường máu, giữa rối loạn lipid, giữa insulin, đề kháng insulin
và liên quan đến cả vị C. Như vậy các đồng nghiệp thấy đó, tức là những rất nhiều yếu tố tác động đã đưa đến là cái tổn thương của dây thần kinh ở đây. Đây là những cái một cái sản phẩm chuyển hóa của axit béo, đó là ceramide. Như các bạn các đồng nghiệp, cái ceramide này nó tác động cơ tim, tác động rất nhiều cơ quan tùy vân vân, thì ngay trong tế bào xoang nó cũng ảnh hưởng đến cái tổn thương gọi là apoptosis của tế bào thần kinh. Bên cạnh đó thì chúng ta thấy thì vai trò các vi mạch dày màng đáy, đó là mất cả tế bào chân, tăng sản tế bào nội mạc, giảm đến luôn lượng máu nuôi thần kinh mạch nuôi mạch. Như vậy chúng ta nhìn vào đây thấy cái vai trò của mạch máu ở đây, có trên người bình thường, trên bệnh nhân đái tháo đường, thì thấy những sự tắc nghẽn của là vasovagus, tức là mạch máu nuôi dây thần kinh, thì như vậy nó gây tắc nghẽn. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy cái hình ảnh tổn thương này. Bên cạnh đó thì người ta thấy những cái con đường hoạt hóa polyol, hexosamine, protina và tích tụ những sản phẩm sau cùng của quá trình đường hóa cao dẫn đến rồi là chức năng và tổn thương thuộc thần kinh. Đồng thời nó tích tụ sọc piton, fructo, suy giảm mioinositol, giảm hoạt động các natri kali ATPa, các tổn thương vi mạch dẫn đến thiếu máu, thiếu oxy và tạo rất nhiều cái gốc oxy hóa tự do và kích hoạt các cái oxy hóa khử và là tăng hoạt động protina. Đây là cái cơ chế của cái tăng đường máu thông qua cái con đường polyol, các gốc tự do PCK vân vân, dẫn đến thiếu tổn thương mạch máu, tổn thương thần kinh. Và đây là cái con đường mà tôi vừa giới thiệu các bạn, đó là liên quan đến natri ATPa. Và một cái nữa như vậy là liên quan đến vai trò viêm là gây tổn thương thần kinh. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy trên cái sơ đồ này. Và cuối cùng các đồng nghiệp thấy cái tổn thương các dây thần kinh liên quan đến mạch máu, liên quan đến chuyển hóa vân vân. Bên cạnh đó thì vì sao tôi nhắc đến cái vấn đề cảm giác đau? Như vậy các đồng nghiệp thấy đây là cơ chế sinh lý của cái đau do ngoại biên và dẫn truyền từ trung ương, tiếp thu đường đi là hướng tâm và đường ly tâm, đây là cơ chế. Và trong cái bệnh lý thần kinh của đái tháo đường thì đây là cơ chế để gây tăng đau của bệnh nhân. Đấy, như vậy là thông qua các rối loạn các cái natri kali, là vai trò của canxi vân vân. Như vậy các bạn thấy là đây là cái tổn thương rất là phức tạp, và cái điều này hết sức quan trọng vì chính cái tổn thương này làm cho bệnh nhân đau đớn không ngủ được, và đó là lý do vì sao người ta phải dùng cả thuốc trầm cảm và người ta dùng thuốc giảm đau, và những cái hậu quả những cái thuốc đó nó sẽ tác động rất là nguy hiểm ở trên bệnh nhân. Và đây là tôi xin mô tả các cái dây thần kinh ở ngoài biên, thì như vậy chúng ta thấy ở đây có những cái sợi lớn này là liên quan đến cái sợi lớn có myelin này, nó dẫn truyền vận động cảm giác bản thể sự đồng vận, và khi rối loạn này nó sẽ đến hướng cảm giác là cảm giác rung yếu teo cơ, mất phản xạ cương dương. Như vậy những cái bệnh nhân nào mà bị tổn thương dây này thì các bạn sẽ thấy người này sẽ yếu cơ teo cơ và mất phản xạ cương dương. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có những sợi thần ngoài biên, sợi mỏng, và có sợi có myelin và sợi không có myelin, và tất cả cái này đây là những cái tổn thương mà chúng ta thấy xuất hiện sớm nhất, và cái này chỉ nó có dựa trên các phương tiện cận lâm sàng. Như vậy chúng ta mà khi khám sá ra trên lâm sàng thì hầu như cái tổn thương dây thần kinh đã quá nặng. Và đây là hình ảnh của anapath của cái tổn thương của dây thần kinh ở đây. Như vậy các đồng nghiệp đã thấy, và các đồng nghiệp thấy khi bắt đầu những cái tê đây sợi bình thường, và khi tổn thương thần kinh thì như vậy là sẽ lần lượt mất myelin, và đây là hiện tượng sự tái tạo của myelin trở lại. Ở đây sự tiến triển của những cái vết thương, các đồng nghiệp thấy trên cái bánh chân của bệnh nhân, thì như vậy chúng ta thấy đây trên người khỏe mạnh mà khi bệnh nhân đã bắt đầu đến tím thì như vậy rõ ràng bệnh nhân đã không những ảnh hưởng thần kinh và ảnh hưởng đến cả cái vi mao mạch nuôi dưỡng các cái phần tổ chức rất xa. Vấn đề thứ ba là chúng tôi liên quan đến cái vai trò yếu tố nguy cơ. Thì như vậy chúng ta nói yếu tố nguy cơ thì chắc chắn nhất đó là tăng đường máu, nhưng mà đó là đối với đái tháo đường tiếp 1, nhưng mà đối với đái tháo đường tiếp 2 thì hoàn toàn khác. Rất có nhiều yếu tố nguy cơ để tác dụng trong cái tác động thì trong cái cuộc sống hàng ngày. Thì như vậy các bạn thấy chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ tăng đường máu đơn thuần là gây nguy cơ, nhưng bên cạnh đó những cái yếu tố cho đời sống hàng ngày
do tuổi tác, do thói quen, những cái rối loạn lipid, đặc biệt trong bệnh nhân đái tháo đường type 2 là những người mà có thể có rất nhiều cái bệnh kèm, hoặc là có những cái đặc biệt type 2 là người rất nhiều cái bệnh lý kèm sử dụng thuốc. Như vậy chúng ta thấy đây rất nhiều cái yếu tố nguy cơ rất đi kèm. Bên cạnh đó thì các thầy đây các bạn nhìn thấy trong type 1 thì bên cạnh đường máu người ta thấy vai trò của rối loạn triglycerides máu, rồi là vấn đề cân nặng về BMI, thuốc lá, tăng huyết áp, ăn uống miễn nhiễm. Đây chúng ta thấy nhìn. Và trong đại dịch 2 thì các bạn thấy rất nhiều yếu tố là tác động, nhiều liên quan rất nhiều yếu tố tác động. Nhìn vào đến chúng tôi. Và mặc dù như thế nhưng người ta thấy anh kiểm soát các yếu tố nhưng mà cũng thường thường là một cải thiện, là cải thiện cũng là rất là ít. Đây hết sức lưu ý. Bên cạnh đó huyết áp là cũng là một yếu tố liên quan đến cái thần kinh ngoài biên. Và một điều đặc biệt thì chúng ta cần lưu ý nữa, chúng ta kỳ nghĩ đến tăng đường huyết mà chúng ta không bao giờ nghĩ đến giảm đường huyết. Cho nên như vậy đây là một cái thống kê, người ta thấy nếu bệnh nhân bị hạ đường huyết cũng có nguy cơ của gây cái tổn thương thần kinh ngoài biên. Như vậy các bạn thấy đây là những người mà bị hạ đường huyết nặng, thậm chí nhiễm cholesterol thì vẫn có những cái triệu chứng của thần kinh ngoài biên. Cái đây là điều mà chúng ta cũng cần lưu ý, chứ không phải là tăng đường huyết là quan trọng mà giảm đường huyết cũng là quan trọng. Vì cơ chế như thế nào? Cái đây là cái cơ chế liên quan đến cái vấn đề dịch truyền của các cái thần kinh mà khi những cái đường máu bị hạ thấp. Đây là cái lưu ý. Một vấn đề nữa thì chúng ta thường thường ít khi để ý, đó là vai trò của yếu tố vi lượng và một số vitamin. Như vậy chúng ta thấy cái magnesium là một trong những cái không những thành viên ngoài biên mà trong vấn đề tim mạch thì các bác sĩ tim mạch rất là quan tâm, vì nó là gây những cái rối loạn về dẫn truyền thần kinh, có thể gây rối loạn nhịp, và trong cái bệnh lý thần kinh ngoài biên nó cũng thể góp phần vào và sự cung cấp của magnesium được cải thiện một số cái triệu chứng cơ năng của bệnh nhân. Nồng độ vitamin B1 thì như vậy chúng ta nhận thấy nồng độ vitamin B1 thì các bạn đã biết rồi, thì là liên quan đến beriberi thì các bạn đã biết. Nhưng mà trong đái tháo đường nó như thế nào? Là các bạn biết nếu như đường máu càng cao chừng nào thì nó tăng thải B1 ra chừng đó. Thì đây là cái điều mà các đồng nghiệp hết sức lưu ý. Nhớ bệnh nhân mà xuất hiện đường nhiều thì đồng nghĩa là bệnh nhân mất thiamin vitamin B1 ra trong đường huyết tiểu. Đây là lưu ý. Tiếp theo thì các đồng nghiệp sẽ thấy vấn đề bao nhiêu B6 thì ở B6 nó cũng là liên quan đến cái thần kinh ngoài biên, và cái con đường của này thì nó cũng có liên quan là cái nó tăng thải ra trong nước tiểu, và nếu ta bổ sung vào thì người ta thấy nó có cải thiện. Ở đây là lưu ý. Một số yếu tố nguy cơ bị lãng quên thì ở đây tôi nhấn định đến cái vai trò của vitamin 2. Thì vitamin 2 thì các đồng nghiệp ai cũng đã biết rồi, nó tham gia cả phản ứng tổng hợp thiamin là một trong những cái phân tử của DNA này duy trì năng lượng, phải giảm nguy cơ thoái hóa thần kinh và ngăn ngừa mất trí nhớ. Các đồng nghiệp phải nhớ những bệnh nhân Alzheimer trong đó có vai trò của B12 là cải thiện các tâm trạng và triệu chứng trầm cảm. Một cái nữa nó là duy trì của cái sức khỏe về tim mạch, và nó liên quan đến da và hỗ trợ tiêu hóa cần thiết cho một thai kỳ khỏe mạnh. Và đặc biệt thì ai cũng biết đó là liên quan đến cái sự tạo máu, và bên cạnh đó thì chúng ta nó một phần liên quan đến ung thư. Đây là chức năng của cái vitamin 12. Như vậy các bạn thấy, và theo thống kê thì có 8 cái lời, có cái 8 lời mà hồi nãy tôi đã lưu ý. Và vì sao B12 lại quan trọng trong bệnh lý thần kinh? Thì như vậy chúng ta thấy trong cái vỏ bao của myelin này thì có vai trò đóng góp của B12. Điều này không ngạc nhiên. Chính vì vậy khi giảm B12 thì ảnh hưởng đến thần kinh. Từ đây các đồng nghiệp nhất là lên ra lực đến sự tạo. Và nguyên nhân vì đâu của giảm B12 thì chúng ta đã biết là ngoài cái bệnh lý thông thường các anh chị do đường tiêu hóa, do cái bệnh lý dạ dày, đặc biệt là bệnh nhân bị giảm tiết dịch vì dạ dày, do tiết độ thực phẩm, nhưng mà vai trò của rất nhiều cái loại thuốc, đặc biệt là một số thuốc như metformin, thuốc chống động kinh, colchicin, nobicin là những thuốc là có thể tác động trên sự giảm thiểu của B12. Và đây thì cơ chế của cái metformin
Như vậy nó gần đến năm cơ chế nó ảnh hưởng trên cái sự giảm cái BMI ở trong bệnh nhân đái tháo đường. Và các bạn biết là BMI thì ngoài bên cạnh cái biến chứng thần kinh thì các bạn đã biết nó sẽ rất nhiều tác động, đặc biệt là các bạn thấy nó liên quan đến vấn đề tâm thần kinh, tức là lo âu, nhạy cảm đó, thậm chí là rơi vào tình trạng là sa sút trí tuệ. Ở đây là các đồng nghiệp phải cần lưu ý điều này, là ở đây là đặt mất trí nhớ, vân vân. Và đây là cái liên quan đến cái sự thiếu hụt BMI mà như tôi đã trình bày ở đây. Như vậy các đồng nghiệp liên quan đến cái bao myelin, như vậy các đồng nghiệp thấy trong sơ đồ này. Và đây là cái hiện tượng mà khi mà thiếu thì BMI nó liên quan đến homocysteine. Thế như vậy chúng ta thấy đây là một cái hết sức quan trọng trong điều này. Một cái yếu tố nguy cơ thứ hai nữa là homocysteine. Như vậy trước đây mỗi lần nhắc đến homocysteine thì người ta nhắc đến yếu tố nguy cơ bệnh tim mạch. Đúng là như chúng ta thấy là homocysteine là một cái axit amin chứa oxin vừa hình thành trong quá trình chuyển hóa methionine thành cysteine. Tế bào khỏe mạnh thì nó homocysteine được chuyển thành khác, nhưng mà nó tăng lên thì đây là nguy cơ của các bệnh lý tim mạch, các bệnh tim. Tức là chúng ta thấy đây là thống kê của những cái yếu tố nguy cơ của liên quan đến cái sự tăng của homocysteine để đưa đến nguy cơ tim mạch. Vì sao như thế? Như vậy đây là một cái cơ chế gây cái tổn thương của tim mạch, là thông qua cái vai trò rối loạn lipid máu, vấn đề ngưng tắc tiểu cầu vân vân, rất nhiều yếu tố trong máu. Và là cái tăng homocysteine thì người ta nhận thấy rằng là nó làm tăng cái nguy cơ của bệnh thần kinh ngoại biên. Và một trong những là cái nghiên cứu từ năm gần đây, như là năm 2018, thì có thể có mối sự liên hệ giữa cái nồng độ homocysteine ở bệnh nhân có đái tháo đường bệnh lý thần kinh. Thì đây là cái lưu ý. Và đây là cơ chế vì sao homocysteine rồi liên quan đến cái sự chết của tế bào thần kinh, là thông qua cái vai trò của tăng canxi và gây rối loạn rất nhiều cái chất điều hòa liên quan đến cái chuyển hóa. Đây là cái cơ chế của cái homocysteine, các đồng nghiệp lưu ý. Ngoài ra nữa thì người ta thấy homocysteine còn dự báo cái bệnh lý thần kinh và bệnh lý võng mạc của bệnh nhân đái đường, và nó làm gia tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh lý ngoại biên. Như vậy các đồng nghiệp thấy là những cái yếu tố nguy cơ mà từ lâu chúng ta lãng quên thì đúng là homocysteine, là chúng ta cứ nghĩ rằng nó là về tim mạch, nhưng trong thực tế nó là nguy cơ của cái bệnh lý thần kinh của bệnh nhân đái tháo đường. Và liên quan đến metformin thì đây là chúng ta thấy cái metformin này thông qua cái và giảm sút của pyridoxine dẫn đến tăng homocysteine, và cái homocysteine sẽ làm tăng đặc tính của thần kinh dẫn đến cái tổn thương dây thần kinh. Và một cái quan trọng nhất là người ta thấy khi dùng metformin, người ta thấy là metformin và một cái carbon chuyển hóa thì nó đưa đến giảm hấp thu B12 và gây một hiện tượng gọi là thắt cổ chai, là làm tổn thương cả DNA tổng hợp và sự tăng sinh. Đây là một cái cơ chế rất là khá hay và đối với cái metformin và liên quan. Bây giờ metformin thì như vậy cho đến nay chúng ta thấy metformin đã gần 6-70 năm chưa, nó là cái gọi là first line. Như vậy trong guideline của ADA-21, metformin vẫn là cái loại thuốc hàng đầu cho bệnh nhân đái tháo đường thì phải. Như vậy các đồng nghiệp thấy chắc chắn rồi. Và bây giờ cái tiền đái tháo đường người ta cũng đưa cái loại thuốc này vào. Và cái chuyện mà liên quan đến giảm cái BMI và tăng homocysteine, người ta đã thông báo từ năm 2015 trên những bệnh nhân. Và đến năm 2020 là người ta vẫn còn nhắc lại sự giảm sút BMI và tăng homocysteine khi bệnh nhân sử dụng metformin. Và gần đây nhất là năm 2021 thì người ta thấy khi sử dụng thì như vậy chúng ta thấy liều càng cao thì cái nguy cơ giảm BMI và tăng homocysteine là nhiều từ đó. Và người ta thấy cái thang điểm của Toronto là về khám dừng trên lâm sàng, người ta thấy cái điều này. Và đây là những cái sơ đồ mà cho thấy sử dụng liều càng cao của metformin thì nguy cơ của liên quan đến cái các thang điểm liên quan đến B12 và liên quan đến cái homocysteine. Mà chính vì vậy thì các đồng nghiệp hết sức lưu ý, nếu liều trên 2000mg một ngày thì chắc chắn bệnh nhân sẽ rơi vào bệnh lý thần kinh liên quan đến metformin. Thì đây là cái thống kê gần đây nhất năm 2021 thì người ta thấy. Như vậy các đồng nghiệp phải sức lưu ý, đây là chúng tôi nói cái liều em hàng ngày, nhưng mà chúng ta chưa biết là vấn đề sử dụng metformin chậm nó sẽ tác động như thế nào, và đây là những cái điều chúng ta cần lưu ý.
về phương diện chẩn đoán thì như vậy nó khác với cái biến chứng khác. Cái bệnh lý thần kinh của đái tháo đường thì làm chia làm hai giai đoạn, giai đoạn là dưới lâm sàng hay chúng ta còn gọi là tiền lâm sàng cho nên chúng ta và giai đoạn lâm sàng. Thì như vậy chúng ta thấy là nếu mà giai đoạn dưới lâm sàng thì làm sao chúng ta phát hiện được, thì như vậy chúng ta thấy vấn đề là liên quan đến cần lâm sàng. Đây là cái bất thường về sự dẫn truyền. Thì như vậy chúng ta thấy giai đoạn dưới lâm sàng chúng ta không thể chẩn đoán được, mà bắt đầu từ lâm sàng thì chúng ta bắt đầu có những cảm giác rung, cảm giác áp lực và đến cả phản xạ. Và các bạn thấy là bắt đầu từ những giai đoạn sau bắt đầu mới có triệu chứng lâm sàng. Như vậy bệnh thần kinh đái tháo đường là một bệnh lý thần kinh hoàn toàn im lặng, mà khi xuất hiện thì hầu như đã có biến chứng nặng nề. Thì như vậy các bạn, và trong đó thì người ta làm chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn là tiền lâm sàng, thì ở đây ta dùng tất cả những test về điện học và những test mà đồng thời có những cái test mà liên quan thần kinh tự động mà hôm nay tôi không đề cập nhiều. Thế nhưng mà ở đây như vậy các đồng nghiệp khi khám thần kinh cho bệnh nhân đái đường, các đồng nghiệp đã có những dụng cụ này chưa, có sợi đơn này chưa? Đây là tôi xin giới thiệu, đây là cái sợi đơn, đây là sợi đơn của các đồng nghiệp, đây là sợi đơn. Cái thứ hai nữa là đây sợi đơn gọi là monofilament, đây là rung âm thoa, đúng không? Đây là cái rung âm thoa. Rồi đây này, đây là cảm giác nhiệt, đây là những cảm giác nhiệt các đồng nghiệp đã có dụng cụ này chưa? Và bên cạnh đó là các đồng nghiệp phải có một cái Doppler xét tay này, để khảo sát cái bệnh mạch máu ngoài biên. Cái đấy là những cái phương tiện mà quan trọng nhất khi mà chúng ta nói đến khám thần kinh ngoài biên. Nếu đồng nghiệp mà không cái này, không có cái này thì chúng ta chỉ có một cái động tác, đó là khảo sát về cái tư thế bên ngón chân thôi, bẹp mỡ buộc mà bọt mỡ tôi của cái, và từ đây đưa xuống cái ngón chân này. Còn tất cả những phương tiện khác mà đồng nghiệp trong tay không có gì thì không thể cảm cái bệnh thần kinh ngoài biên. Đây là cái mà chúng ta cần lưu ý. Đây là hình ảnh của các sợi đơn và ba những cái vị trí chúng ta thấy như vậy là có rất nhiều cái vị trí, như vậy là có đến 10 vị trí, 10 vị trí để chúng ta khám. Và nó khám như thế nào, tức là các đồng nghiệp đưa vào đây và sau đó để cong như thế này, và nếu bệnh nhân còn thì bệnh nhân cho mình biết, mà nếu bệnh nhân không tức là bệnh nhân bị mất cảm giác. Một cái nữa là cảm giác rung thoa, rung bằng âm thoa. Như vậy các bạn để chúng ta để khảo sát ở đây những cái phương tiện là, và đây là những cái kỹ thuật khám chúng ta thấy những cái bất thường. Như vậy là chúng ta nhẹ bình thường, tức là chúng ta phân biệt thường thường đây trên là trên đây có những cái thước đo, những cái thang điểm thước đo của này. Như vậy chúng ta để chúng ta có chúng ta chích, tức là dùng những cái dụng cụ, nhưng mà cả bài dùng cái hơi tù một chút, nếu không thì bệnh nhân sẽ bị cụt bằng chân nha. Và cái phương tiện dẫn truyền thần kinh, các bạn thấy dẫn truyền thần kinh và đo dẫn truyền và đo những cảm giác những nhiệt nóng vân vân. Ở đây những cái, và đây là khi nào của những cái biểu đồ cái đo cảm giác nhiệt thần kinh. Và gần đây nhất thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, chúng ta bắt đầu có những phương pháp đo áp lực vùng gan bằng chân. Như vậy chúng ta thấy vì bệnh nhân thường thường khi bị lấy thần kinh thì thường hay có bệnh nhân hình bóng vuốt, hay là bệnh nhân sẽ bị tì đè, và đây là những hình ảnh mà chúng ta sẽ để đánh giá cái tổn thương là liên quan đến thần kinh và một số cái tì đè liên quan. Là đến giai đoạn của cái lâm sàng thì chúng ta thấy là rất là đa dạng, hay là chúng ta thấy là thần kinh sắc đối xứng, bệnh thần kinh tự động, viêm đa hệ thần kinh, hay là bệnh thần kinh đơn dây thần kinh. Bài các đồng nghiệp thấy nó liên quan bắt đầu từ sợi nhỏ đến sợi lớn, là đến khi sợi lớn thì đến vận động, nhưng mà sợi nhỏ thì nó liên đến cảm giác, và cái xa tầng hơn nữa là liên quan đến thần kinh tự động. Thì các bạn thấy vào đây thì các bạn sẽ thấy là những cái biến đổi của dây thần kinh nó tùy theo tổn thương sợi lớn hay sợi nhỏ. Và đây là một số cái bệnh lý thần kinh mà tôi sẽ không có nhiều thời giờ, tôi sẽ các bạn sẽ có tham khảo qua slide này để chúng ta ghi nhận thêm là về rối loạn cảm giác, mất cảm giác, thì như đặc biệt là mất cảm giác theo hướng đi và có khuynh hướng dạng băng gắn bằng tay hoặc dạng buộc ở chân, và thường thường đau nhiều về đêm, hoặc là đau có chất kích phát.
Và trong cái thang điểm Dow này thì các bạn có thể là dùng cái thang điểm của Grombacher này, thì các bạn thấy như vậy là công cụ này từ 0 đến 10, như vậy chúng ta sẽ có những thang điểm Dow của bệnh nhân. Là và đặc biệt là cái bệnh thần kinh sơ cứng bẩm sinh nó đặc trưng là chết ngược dần, bắt đầu xa nhất ở ngón chân rồi dần lên lên dần dần lên lớn đến to đến thân bụng đến thân. Như vậy các đồng nghiệp sẽ thấy đây là một cái tổn thương là chết ngược dần. Khi rối loạn vận động thì các bạn bắt đầu mất cả phản xạ. Như vậy các bạn thấy thường thường ở đây mất phản xạ thì thường thường bệnh nhân sẽ yếu cơ, sẽ đi không được. Đây là những giai đoạn rất nặng. Cái bài hôm nay chúng tôi không mong muốn là để các đồng nghiệp phát hiện cho bệnh nhân bị rối loạn động, mà ngay từ rối loạn các cảm giác các đồng nghiệp đã phát hiện, chứ đừng đến khi gặp phản xạ thì rất ư là nặng nề cho bệnh nhân. Là viêm đa hệ đa dây thần kinh, là viêm từng dây thần kinh. Và các bạn thấy thường thường là bệnh nhân sẽ yếu cơ, là sút cân và teo cơ dần dần. Ở đây các bạn thấy đây những cái bệnh nhân bị teo cơ của dây thần kinh, như các đồng nghiệp sẽ thấy theo phần góc. Bên cạnh đó thì sẽ xa hơn nữa thì dẫn đến hẹp trụ sống. Và trong những trường hợp này có nhiều các đồng nghiệp là sử dụng các ức chế miễn dịch kết hợp có ít tất huyết thương, dùng gamma globin thì là có cải thiện. Đây là những cái tổn thương mà liên quan đến cái hẹp trụ sống. Ngoài ra thì có rất nhiều cái dạng khác, đoạn ngực là các cái tổn thương ở các đoạn rễ vân vân, thì chúng ta thấy là bên cạnh đó thì có những cái giá dây thần kinh của cái có thể tổn thương các dây thần kinh sọ não mà cũng được xếp vào cùng cái bệnh đa dây thần kinh. Như vậy các bạn sẽ thấy vấn đề sụp mi vân vân, và cộng với những cái hội chứng đây các đồng nghiệp đã biết tay cho đây những cái hình ảnh tổn thương. Về cái vấn đồ đồ trầm trọng thì như vậy các bạn thấy thì chúng ta có rất nhiều phân đồ, chúng tôi cố gắng tìm những cái đồ trầm trọng. Thì bây giờ giai đoạn bây giờ người ta kiểm soát đường huyết tốt là, thì do đó cái vấn đề thần kinh người ta ít chú trọng. Thì do đó những cái tài liệu gần đấy nhất để nghiên cứu về cái thần kinh ngoài viêm đại thảo đường thì rất là ít, nhưng chứ vẫn lấy những cái tài liệu kinh điển. Thì như vậy các bạn ở đây người ta sẽ theo cái phân loại này thì bắt đầu phải là từ không có triệu chứng chỉ có một triệu chứng cảm giác hoặc là mức là có là triệu chứng cơ năng rồi N2B và rất là N3. Thì như vậy là những cái triệu chứng này thì các bạn sẽ tham khảo ở các bạn phân biệt này. Và ở đây có một thang điểm của Toronto ở Canada, tức là thang điểm thần kinh lâm sàng của Toronto. Thì ở đây người ta ở đây những cái triệu chứng ở bàn chân đau thế cũng yếu vân vân, các cái phản xạ vân vân, thì cảm xạ những cái test về cảm giác thì người ta dùng cái thang điểm này, người ta từ 0 đến 5, 6 đến 8, 9 đến 11 và trên 12. Thì đây là để đánh giá cái mức độ của bệnh lý thần kinh ngoài biển. Đây những cái test Vương Quốc Anh là dựa trên cái kết quả đó, hỏi khám khám bệnh nhân và các phản ứng vân vân. Ở đây những cái test là như vậy chúng ta thấy đây. Đây những cái một cái số thang điểm khác, những bộ câu hỏi khác để đồng nghiệp tham khảo thêm. Là và nhìn chung trên kỳ lâm sàng thì các bạn thấy nếu mà chúng ta chỉ có hỏi đơn thuần không được thì chúng ta phải có những cái phương tiện thăm dò. Các bạn thấy nếu như chúng ta không có những phương tiện thăm dò và đề khi mình có triệu chứng là quá điển hình thì cái này dễ. Như vậy mục đích hôm nay chúng tôi là muốn ôn lại cho các đồng nghiệp phải nếu các bạn đồng nghiệp mà khám bệnh nhân thần kinh đại thảo đường thì ít nhất chúng ta phải có một số dụng cụ tối thiểu như sưởi đơn và rung âm thoa, cảm giác nóng lạnh vân vân. Đây là những cái mà chúng ta tối thiểu để chúng ta khám bệnh nhân. Và bây giờ tiêu chí đánh giá của đây là gì? Như vậy các đồng nghiệp thấy nhìn vào đây thì tôi lấy cái tài liệu nhất là người ta thấy gì? Là cái sưởi đơn, thứ hai là rung âm thoa. Hai cái này là cái là cái theo của cái ADA, hai cái phương tiện này là hai phương tiện cơ bản nhất là để cho. Còn những cái thăm dò cao cấp hơn ở giai đoạn sớm hơn thì thăm dò về các cái phương tiện dẫn truyền thần kinh vân vân. Và trong đó thì người ta lưu ý cho các bạn là cái quan trọng nhất là cái cảm giác mất cảm giác bảo vệ. Đây là cái quan trọng nhất, và chính những người nào bị mất cảm giác
đó, mất cái bảng bìa này, thì đây là nguy cơ, một trong những cái nguy cơ của loét cái bàn chân sau này, và có thể nguy cơ đến các cụt chỉ. Và trong khuyến cáo này, những bệnh nhân đái tháo đường tiếp 1 thì thường thường sau 2 năm bắt đầu mới có biểu hiện. Nhưng ngược lại, ở bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì nó có ngay từ khi phát hiện bệnh. Thì đây là để các đồng nghiệp hết sức lưu ý. Và hiện nay chúng ta thấy cái đái tháo đường tiếp 2 là cái tỷ lệ nó chiếm trên 90%. Do đó các đồng nghiệp hết sức lưu ý. Chúng ta vì tỷ lệ bệnh nhân ngày càng đông thì ít nhất các đồng nghiệp phải có hai cái dụng cụ này để chúng ta điều. Và khi mà chúng ta khám thì chúng ta sẽ biết dùng cái phản xạ nào, dùng cái test nào sẽ biết bệnh nhân bị tổn thương sởi nào. Thế nào? Thế đây là đây những cái mà trong cái guideline của AD 2021 thì cho thấy. Bên cạnh đó thì trong guideline của AD cũng lưu ý cho chúng ta phải cần xem xét cái vai trò độc tính của vai trò những cái chất độc nó liên quan hoặc những cái thuốc. Thì như vậy là chúng ta thấy vấn đề giảm sụt B12 bắt đầu người ta nhắc lại là đến vấn đề suy giáp, vấn đề bệnh thành, bệnh lý ác tính, bệnh lý nhiễm khuẩn, đó là các bệnh lý mạng tính về cái mạch máu, về thần kinh, vân vân. Ở đây là cái cần lưu ý. Và cái biến chứng về lâu về dài thì các bạn biết thì đây là một trong những cái điều người ta không mong muốn, đó là vấn đề loét, bệnh lý sạc cô, đó là bệnh lý các cục chi. Đây, đây các bạn thấy đây những cái này của cái bệnh lý thần kinh ngoại biên mà chúng ta khám lâm sàng. Khi đã thấy rồi thì tức là bệnh nhân đã bắt đầu quá muộn. Ở đây là biến dạng ngón cái, thứ hai là ngón chân hình búa, thứ ba là vấn đề phòng giảm. Như vậy chúng ta thấy trên bệnh nhân đái tháo đường mà có ba biểu hiện này thì các đồng nghiệp xin lưu ý. Đây những cái đây như thế này, đây bệnh sạc cô. Bây giờ tôi trước khi qua phần điều trị thì tôi xin nhắc lại các đồng nghiệp muốn chẩn đoán thì phải có thứ nhất là dụng cụ này, đây monofilament, cái thứ hai là cái diapason, nha, cái diapason âm thoại, cái thứ ba là cảm giác nhiệt. Ở đây ba cái dụng cụ đó. Nếu mà cao cấp hơn nữa thì các bạn có thêm một cái Doppler này, cái máy Doppler này, cái máy Doppler để giúp cho chúng ta phát hiện những cái bệnh lý mạch máu ở ngoài biên. Thì đây là cái tối thiểu một bác sĩ nội tiết bắt buộc phải có khi khám cái thần kinh cho bệnh nhân. Bây giờ tôi qua phần điều trị. Thì như vậy chúng ta thấy ai cũng biết, chúng ta nói là bệnh thần kinh đái tháo đường thì chắc chắn là vấn đề phải kiểm soát đường huyết, cái điều đó là cái bắt buộc. Thế nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta nên điều trị theo cơ chế bệnh sinh, điều trị yếu tố phối hợp, điều trị triệu chứng trình hình, và cái mục đích cuối cùng là gì? Hạn chế cho bệnh nhân bị tàn phế. Bây giờ vấn đề kiểm soát đường huyết thì như thế nào thì cái này là ai biết cả rồi. Thì tất nhiên kiểm soát đường huyết tốt thì tất nhiên nhiều cái biến chứng liên quan đến đái tháo đường cũng có hiệu quả, thì trong đó có cái bệnh thần kinh của đái. Và tiêu chí nó như thế nào thì các đồng nghiệp đã biết rồi. Thì đây những hình ảnh mà chúng tôi là các bạn thấy của theo ADA. Thì như vậy các bạn thấy là bây giờ chỉ có cái đường máu lúc đói là từ 80 đến 130, và cái đỉnh cao nhất sau ăn, nhớ nhỉ, cao nhất sau ăn chẳng phải 2 giờ sau ăn đâu, cao nhất sau ăn là dưới 180 hay là 10 mmol. Bên cạnh đó huyết áp, vấn đề lipid, vân vân. Thế đây là những cái mà các đồng nghiệp phải lưu ý. Và chúng ta nhớ khi mình đái tháo đường tiếp 2 thì hiện nay nó liên quan đến người cao tuổi. Và trong người cao tuổi thì chúng ta phải cần lưu ý lấy một cái thang điểm khác, đó là giữa cái hội đái tháo đường và hội lão khoa của Hoa Kỳ. Người ta chia 3 mức, đó là người khỏe mạnh, người có nhiều bệnh sức khỏe trung bình, và người có phức tạp và nguy kịch là sức khỏe kém. Thì như vậy vấn đề mục tiêu của cái kiểm soát đường máu như vậy là cá nhân hóa, phải cá nhân hóa tùy theo cái độ tuổi trẻ hay già, cái điều này rất quan trọng. Bên cạnh đó thì chúng tôi lấy một tài liệu gần đây nhất là 21, thì như vậy các bạn thấy rất nhiều cái yếu tố nguy cơ tác động, và bây giờ người ta bắt đầu nhắc đến thì vai trò của B12, các bạn sẽ thấy cái đây là cái điều mà chúng ta cần lưu ý về điều trị
triệu chứng. Thì như vậy là đây về điều trị này thì như vậy các bạn sẽ thấy rất nhiều cái loại thuốc để tác động trong cơ chế miễn dịch. Đây thì đây là có những con đường mà liên quan để con đường đường hóa polyol hexosamin. Đây những con đường này thì như vậy các bạn thấy cái vai trò của B1, vai trò của B6 là cũng có tác động. Và người ta thấy khi sử dụng B1, B6, B2 trong bệnh lý đa thần kinh thì là cũng có cải thiện, nhưng mà cải thiện như thế nào chắc nữa tôi sẽ nói tiếp. Là điều trị theo cái cơ chế bình sinh thì như vậy theo các con đường polyol hexosamin DIG ACL sản phẩm đường hóa bậc cao thì như vậy người ta sử dụng rất nhiều loại thuốc. Như vậy các bạn thấy chưa, đây rất nhiều loại thuốc đánh vào cơ chế những con đường polyol neurocytone. Như vậy là rất nhiều cái thuốc là người ta bắt đầu rút luôn. Như vậy người ta thấy cái vai trò dựa vào cơ chế mình sinh cả cái con đường này thì bây giờ người ta đã bắt đầu rút lui từ năm 2005 và đánh vào những khâu gì oxy hóa, protein A, peptide C vân vân. Thì như vậy chúng ta thấy phần lớn là không có hiệu quả. Thì đây là những cái mà chúng ta cần lưu ý. Về điều trị miễn dịch thì có cũng rất nhiều tác giả có đề nghị, đặc biệt là điều trị giảm đau. Thế đây như hồi nãy tôi đã giới thiệu cho cái cơ chế giảm đau. Thì như vậy các bạn thấy trong cái điều trị giảm đau này thì người ta thấy rất nhiều thuốc để tác động vào, rất nhiều thuốc. Đây là những rất nhiều loại thuốc đã tác động. Và những loại thuốc này nó rất là phức tạp, mà chúng tôi sẽ chỉ lưu ý là những guideline gần đây. Như vậy guideline bắt đầu từ 2010 đến 2017. Như vậy là các đồng nghiệp thấy có rất nhiều cái loại thuốc. Đến 2019 như vậy ADA chỉ còn đề nghị chúng ta là 4 loại thuốc. Và 2021 thì như vậy các bạn sẽ thấy gì? Pregabalin và duloxetine và gabapentin. Đấy là ba loại thuốc mà theo của ADA người ta khuyến cáo nên sử dụng. Đây là cả lưu ý. Đây là những cái thân trồng, những cái thuốc mà chúng ta trước đây sử dụng trầm cảm đấy. Như vậy chúng ta thấy là rất dễ bị hạ vẹo tư thế. Bệnh nhân có bệnh lý tim mạch hết sức thận trọng. Đây có những trường hợp vì chúng tôi nhận thấy là cái vấn đề sử dụng amitriptyline là cái loại thuốc quá phổ biến được các bạn. Thì như đây là những cái rất là lưu ý cho các bạn khi sử dụng thuốc amitriptyline thì phải kiểm soát đường tâm đồ. Đây là những cái biến đổi mà nhiều khi chúng ta không hiểu, nhiều khi bệnh nhân sẽ tử vong mà chúng ta không hiểu. Những cái tác dụng phụ của serotonin như vậy các bạn tăng nguy cơ chảy máu tiêu hóa, là đặc biệt là bệnh nhân giảm đau thì chúng ta khi mà phù hợp ibuprofen hoặc là những cái aspirin thì các bạn phải nhớ là nguy cơ xuất huyết đây lưu ý. Là những thuốc chống đồng kinh thì đây các bạn thuốc đồng kinh đây và tôi lưu ý các bạn nhớ là những cái thuốc mà giảm đau này phần lớn có tác dụng an thần, rất là nguy cơ khi bệnh nhân có thì hạ đường huyết thì hầu như là bệnh nhân không có triệu chứng, rất là nguy hiểm. Và rất nhiều loại thuốc đây tôi giới thiệu cho các bạn những loại thuốc gây nghiện vân vân. Bên cạnh đó thì có những loại thuốc bôi vân vân, đó là vấn đề vật lý trị liệu chống cứu vân vân vân. Và sau cùng thì người ta thấy là cái điều không muốn đó là vấn đề can thiệp ngoại khoa chỉnh hình do biến chứng đó. Bây giờ tôi xin nói một cái vấn đề hồi này tôi đã nói đến cái vai trò của B12 liên quan đến bệnh nguyên. Và bây giờ vai trò B12 liên quan đến điều trị mà tôi gọi là yếu tố lạc quên. Thì bây giờ điều trị thì đây là một loại thuốc mà chúng ta ít khi để ý. Thì như vậy là rõ ràng khi chúng ta sử dụng cái nhóm thuốc này bitincoban thì như vậy chúng ta thấy nhiều nghiên cứu thường thường sau đến 8 tuần thì nó cải thiện các triệu chứng ngoại biên. Đây. Giảm những cảm giác rối loạn về cảm giác đau đó, vận động vân vân là cải thiện triệu chứng và có thể là hiệu quả hơn nortriptyline cải thiện cho cảm giác đau. Đây là nghiên cứu vào năm 2009 và đây được rất nhiều nghiên cứu đó, rất nhiều nghiên cứu kết quả nghiên cứu người ta thấy dùng metincoban để có hiệu quả trên cái cải thiện các triệu chứng cơ năng của bệnh nhân và đặc biệt là khi sử dụng nó tăng vật vấn đề dẫn truyền điện lý sinh lý thần kinh. Đây là cái điều mà chúng ta rất là mong muốn và nó làm tăng giảm khi dùng về gabapentin thì nó sẽ làm giảm tăng tác dụng giảm đau lên. Như vậy
Và vì sao như thế? Là vì nó liên quan đến chúng ta từ lâu từ 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 ít quan tâm về căn nguyên, đó là tái tạo bao myelin và kiểm soát bệnh thần kinh. Lý do vì sao? Là vì nó các và B2 khác, là vì nó xâm nhập vào dịch nọc cao hơn các loại dịch khác. Là như vậy chúng ta thấy thì cái đây là điều hết sức quan trọng. Bên cạnh đó thì nó có tác dụng làm giảm homocysteine, mà hồi nãy tôi đã trình bày về các đồng nghiệp là homocysteine là có neurotoxic, không phải là các đô toxic nữa, mà nó cũng liên quan đến làm biết thứ có ban này giảm cái homocysteine trong máu của mình này. Đây là cơ chế, và nó vượt trội so với sinh tố nhóm B. Vì sao như thế? À, như vậy chúng ta thấy rất nhiều nghiên cứu người ta thấy đó, nó là giảm được cái giảm triệu chứng đau. Một nghiên cứu tại Nhật về bitucoban thì các bạn thấy, và tại cái quan nghiên cứu này thì bitucoban là cái thuốc đầu tay gọi là first choice cho bệnh lý thần kinh ngoại biên ở Nhật vào năm 2007, cái công trình nghiên cứu này là về bệnh lý thần kinh ngoại biên ở đái tháo đường sẽ như thế nào trên bệnh nhân COVID. Thì như vậy chúng ta biết khi COVID-19 này là nó viết tắt của cái coronavirus disease 2019, còn gọi là bệnh coronavirus, cái đồng nghiệp phải lưu ý này, là một loài chủng virus corona. Và gây hội chứng siêu cấp nặng đặt tên COVID-2, nên được gọi là SARS-CoV-2. Tôi thấy thỉnh thoảng chúng ta hay dùng từ, nhưng mà chúng ta biết khi nào chúng ta dùng COVID-19 và khi nào chúng ta dùng SARS-CoV-2. À, thì đây là vì SARS-CoV-2 nó đặc biệt khác với cái SARS-CoV năm 2003. Thì đây là, và người ta thấy là cái tỷ lệ mà cho đến thống kê ngày hôm qua tôi đã ghi nhận của cái tổ chức y tế thế giới, trên thế giới đã có đến là đã đến 220 triệu người các bạn, và trong đó tử vong trên 4 triệu rưỡi người. Và một cái điều mà chúng ta bắt đầu ngày 5 tháng 9 thì như vậy chúng ta đã có được 5 tỷ 300 triệu người trên 100 người đã được chủng vaccine. Ở đây đây là một cái con số cũng khá mới để tôi cho cả đồng nghiệp tham khảo. Và người ta thấy trong cái số bệnh nhân mà mắc COVID đó thì người đại đường đứng sau người tăng huyết áp tỷ lệ rất cao. Và các đồng nghiệp biết là cái SARS-CoV-2 này ngoài những cái vấn đề nó tấn công các cơ quan thì thần kinh cũng là một cái đích mà nó tác động đến. Và đây là cái cơ chế nó có tổn thương thông qua rất nhiều cơ chế và để dẫn đến cái là cái tổn thương của cái thần kinh đây, tức nó liên quan đến rất nhiều cái cơ chế và trong đó cái mất myelin thì các bạn thấy là mất myelin. Chính vì vậy thì người ta thấy cái vai trò của cái các sinh tố nhóm B thì đặc biệt là B12 nó tác động rất nhiều lên cơn bão cytokine và tế là sự tăng đồng. Thế như vậy chúng ta thấy B12 và người ta nhận thấy là methylcobalamin nó tác động vào cái vai trò trẻ oxy hóa làm cái giảm được phản ứng viêm, thì đây là một trong những cái mà giảm bớt cái triệu chứng của thần kinh ở bệnh nhân đái tháo đường. Chính vì vậy để kết luận cái bài báo cáo hôm nay thì tôi xin có một số ý kiến như sau. Bệnh lý thần kinh ngoài biên đái tháo đường là liên quan chủ yếu đến rối loạn chuyển hóa và rất nhiều yếu tố nguy cơ, trong đó liên quan tim mạch, cơ chế bệnh sinh phức tạp với nhiều yếu tố liên quan, trong đó B12, homocysteine và metformin là những yếu tố chúng ta được quan tâm nhiều. Điều trị cơ chế bệnh sinh nhưng cần quan tâm một số yếu tố nguy cơ, và người ta nhận thấy sử dụng methylcobalamin ngoài liên quan đến bệnh nguyên còn có tác dụng giảm đau tại bào phủ thần kinh và hướng dẫn truyền thần kinh ở bệnh nhân đái tháo đường. Ngoài ra methylcobalamin còn hỗ trợ và cải thiện bệnh lý thần kinh trong đại dịch COVID. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý đồng nghiệp.